Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cách khắc phục cái lỗi mà chúng ta là không cài được tiếng Việt trên Windows 10. Ví dụ mọi người sẽ vào Start đúng không ạ? Vào Setting này. Vào Time, Language để cài tiếng Việt đúng không ạ? Vào Language này. Thì mọi người sẽ cài như bình thường như thế này, ấn App này. Và chọn tiếng Việt đúng không ạ? Đây, tiếng Việt đây và mọi người ấn Next. Và mọi người chọn thế này ạ và ấn install thì nó vẫn chạy như bình thường, nhưng mà nó sẽ báo lỗi là sẽ không cài được. Thì cái lỗi này do đâu? Cái lỗi này thì do chúng ta đã tắt update của Windows 10 đi. Khi chúng ta tắt update ý, thì nó sẽ không tải được cái dữ liệu tiếng Việt về Win 10 để sử dụng. Do đó chúng ta cần phải bật lại. Nếu mà máy tính ai bị tắt ấy thì bật lại như sau nhé. Đầu tiên là vào kích chuột phải vào thanh tab 3 này, chọn tab 3 Manager và mục Service, chọn Open Service, kéo xuống phía dưới và mục Windows Update đây và bật nó lên bằng cách là phải chọn này, ấn Apply, ấn OK là xong, đã bật lên rồi này. Tiếp đến thì nếu mọi người tắt ở trong cái mục này này, Windows E nhá, à Windows R này, phím Windows chính là cái phím có bốn cái cửa sổ nhỏ nhá. À, mọi người nhập cho mình là gpedit.msc. OK. Phóng to lên cho mọi người dễ nhìn. Mọi người vào mục admin chăn to. Template, Windows Complete. Kéo xuống phía dưới. Kích vào mục Windows Update và mục Config Auto Update. Kích đúp vào. Mọi người kích vào cho mình cái mục này. Ấn Apply, ấn OK. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại nhé. Tắt đây. Đây mình xem lại nó báo lỗi này. Ở option này thì nó báo lỗi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ ấy lại nhá. Mình sẽ vào đây để mình download này, download. Nó sẽ chạy được. Đó, mọi người thấy chạy chưa? Nó sẽ tải về được. OK, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách khắc phục cái lỗi là không cài được tiếng Việt trên ở Windows 10. Bây giờ mọi người chỉ cần thiết lập cho nó để nó là ngôn ngữ tiếng Việt khi chúng ta mở lên thôi. Ví dụ chọn này, hiển thị là tiếng Việt là được. Bây giờ phải khởi động máy nhá, khởi động máy tính thì mới được nhá. OK, thì bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video thì cho mình thấy hay, cho mình xin nút like, một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Xin chào mọi người và hẹn lại, bye bye.